nhiều người nhà nói là đừng có coi, coi anh ấy chết rồi, rồi mất công rồi, cái hồn người ta nó ám ảnh cả mình đấy, nhưng mà không, cô khác người ta, cô phải coi, cô coi xong là cô theo dõi cái tình hình của gia đình em đó ra làm sao. Ở con nhỏ đó nó thương lắm con, cái hôm mà anh ấy mất á, cô tới nhà cô thắp nhang cho anh á, cô gặp cả gia đình nhà Hồng Loan, cô chụp hình chung với Hồng Loan á, rồi á, cô nói chuyện là nó tế nhị mà nó ngoan lắm con ạ, à, nó làm ấn tượng cô rất nhiều đó, thế là bởi thế cô mới thương nhiều vậy đó. Nó hiền lành lắm con ơi, nó thật thà, nó không có biết dùng từ nẻo lưỡi để mà nó nói ra những cái điều hay nữa ở đâu, nó chỉ biết là nó sao nói thế. Mà từ không có diễn đó. Ờ đó là không vẽ rồi, nhưng con kia thì cái bữa đó nó nẻo lưỡi lắm. Mình coi là bắt đầu tôi nhất rồi. Coi cái hình mà nó phát biểu hay là nó nói ra là mình cái đầu mình tự dưng nó bưng lên chịu không nổi. Tại vì tôi có người âm nhạc mà. Thật ra là tôi thấy thằng nào mà nó sống không thật hay là như nào cũng có hiện lên trên đầu tôi là tôi khó chịu rồi. Vậy đó. Tôi không lừa dối ai mà tôi cũng không lừa đảo ai hết trơn. Tôi làm theo đúng cái tâm tôi ấy. Cô thấy Hồng Loan giống nghệ sĩ cố nghệ sĩ Vũ Linh không ạ? Giống chứ. Tại có sao? Người ta mà. Tại sao là bên đó là nói là cô? Tại Hồng một Loan người ta không... người ta muốn ăn cái nhà của người ta thì người ta phải nói thế chứ sao nữa? Láo quá láo luôn á, ai coi với chị em tôi coi cũng tức thay á. Cái mày ơi, mày còn mạnh mồm mạnh miệng, mày còn hay nói, còn tao thôi, tao coi tao chỉ tức thôi. Dạ. Cô sống nói chung là tuyệt vời, nói chung là có ngay thẳng. Thiệt cái con nhá, cô làm tổ trưởng tổ dân phố, rồi cô làm chi hội trưởng, cô cũng ở chỗ Tân Bình á. Nhưng mà cô làm rất tốt, do là cô không bao giờ mà cô cũng phải dạ đâu. Cô làm được phụ trách bên xếp mà, rồi để ngay trong người nghèo nữa. Đó, cô làm hết trơn luôn á. Ồ, đây là cái tâm của mình thôi. Dạ. Và vẫn cơ này cả nhà. Dạ rồi, cảm ơn cô.